Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện Truân Chuyên Dải Yếm Đào được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay bây giờ Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Vinh theo tôi ra giếng đánh răng rửa mặt. Trong lòng tôi trống rỗng, đến nhìn anh một cái cũng không muốn. Tôi bước vào gian bếp gần giếng, tìm vắt mì gạo nấu mì cho anh từ nước canh khoai tây tối qua. Tôi còn thả thêm mấy con tôm khô vào cho nó có đạm. Đại thiếu gia như anh chắc chắn chẳng bao giờ ăn kiểu này, nhưng nhập gia thì tùy tục. Tôi gặm ngô, nhìn Vinh ăn bát mì trước mặt với thái độ có vẻ hào hứng. Khóe môi mỏng trước mặt tôi khẽ nhếch. Lần đầu tiên ăn thế này cũng tạm. Không phải tạm mà là ngon. Tôi nhún vai nhìn Vinh xì xụp. Tự nhiên thấy buồn cười mà lại chẳng thể bày ra nụ cười với kẻ tôi đang bực mình. Vinh không thích ăn ngô. Ở với anh tôi cũng biết vài điều về anh, thế nên không cần mời anh ăn món này. Ngô nhà cô trồng sao? Đúng là bố mẹ em trồng đấy. Còn không? Tôi tròn mắt gật đầu. Vào bếp mở nồi lấy cho Vinh mấy trái bắp. Đúng kiểu lạ miệng nên anh ăn gì cũng thấy ngon. Hết một bát mì lại thêm 3 trái ngô cỡ bàn tay. Lan cũng thích ngô. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét Lan như lúc này. Chính xác là càng lúc càng khó chịu khi nghe anh nhắc đến chị ấy. Nuốt nghẹn tôi cúi mặt không có gì để nói cả. Không muốn anh ấy cảm thấy khó chịu. Nhưng khi ấy tôi không ăn cùng Lan, dù cô ấy có thuyết phục thế nào. Còn ở hiện tại, vì thấy tôi ăn ngon lành nên anh cũng muốn thử và nhận thấy nó ngon. Có phải ít nhất tôi cũng đã có tác động đến anh mà Lan chưa từng làm được. Ít nhất tôi vẫn còn có hy vọng bước chân vào trái tim của anh. Tôi khẽ lắc đầu trầm mặc. Sâu trong lòng tôi vẫn cứ mong mỏi tình yêu của anh khi anh đối xử với tôi như vậy sao? Khuyên nhủ bản thân mãi, tôi vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tôi vẫn không thể khiến trái tim mình lạnh băng trước người đàn ông này. Thực lòng tôi có cảm giác bất lực, vừa muốn thoát khỏi anh, lại vừa không muốn. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra khiến tôi chỉ có thể nén một tiếng thở dài. Nghĩ mãi, đầu tôi muốn ùn mất. Tôi quyết định không nghĩ gì nữa, mặc kệ đến mọi chuyện đến đâu thì đến. Tôi đang ở bên Vinh, dù muốn dù không tôi cũng đã có cam kết sẽ sinh con cho anh. Cũng không thể phá vỡ hôn nhân lúc này được. Trên hết, từ lúc nào tôi muốn được ở gần anh, vẫn mong anh yêu tôi. Tôi hít một hơi, nhoẻn cười. Nghe nói có người thích đi đào măng, tầm này có măng đấy, đi chứ? Đáy mắt Vinh có chút ánh sáng trong đó. Đôi mắt sáng sâu thẳm ấy vốn dĩ rất đẹp, nhưng lâu nay bị sự u buồn che khuất, lúc này lại ánh lên nét hào hứng, tình nghịch. Bất giác trong đầu tôi lại bật lên hai chữ đáng yêu. Đi. Mà đường đi hơi khó, anh phải cẩn thận đấy. Tôi dặn dò Vinh. Đeo trên vai một chiếc cùi mây nhỏ, quần áo nai nịt gọn gàng. Vinh nhìn tôi một lượt, nhướng mày. Nhìn như đồng bào thiểu số vậy. Thì em là người dân tộc mà. Tôi biểu môi. Vinh ngạc nhiên vô cùng. Thật sao? Dân tộc Kinh. Tôi phì cười đi trước. Vinh trong đôi giày tây, áo sơ mi sọc cùng với quần âu đen bước theo sau. Cũng muốn thay cho anh đôi giày thể thao, nhưng giờ ra chợ mua giày cũng hết cả ngày. Tôi tính chỉ đi gần ngay chân núi đào một ít măng trúc. Măng trúc vùng này ngon nổi tiếng đấy. Tôi tự hào giới thiệu với Vinh khi bước đến chân núi. Măng trúc quê tôi có loại măng to và loại măng nhỏ. Loại măng trúc ở đây to và mọc nơi cao thì ăn ngon hơn, mà lại hiếm hơn một chút. Muốn Vinh được thưởng thức măng trúc to, tôi nhìn một lượt khung cảnh núi rừng trước mặt rồi phán. Xem ra dưới này bị đào hết rồi, anh cứ ngồi đây chờ đi, em lên trên kia em đào. Vinh nhìn núi đá sừng sững, nhíu mày. Ai nói cho tôi đi đào măng, giờ lại bảo tôi ngồi chờ thế là thế nào? Tại vì giày của anh mà leo lên đó, vừa hỏng đôi giày xịn lại vừa dễ ngã. Tôi cười cười giải thích. Vinh nhún vai, bỏ giày cùng với tất khỏi chân. Đôi chân công tử trắng trẻo hồng hào hiện ra. Thế này được chứ? Tôi thiếu điều ôm bụng cười. Ai kia mê đào măng đến thế là cùng, không thể ngăn cản tôi gật đầu chấp nhận. Địa đất cũng phải cẩn thận, đá kia trơn lắm. Từng bậc đá đã được xếp để leo lên. Dù rất khó đi nhưng cũng không phải không thể. Tôi leo lên nhanh thoăn thoát do được rèn luyện từ nhỏ. Một hồi Vinh bị bỏ xa một quãng. Anh che mắt trước ánh nắng mùa hè, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Sao leo như khỉ con thế? Chờ người ta với. Chân dài lắm nhưng lúc này phải thua tôi đấy. Tôi đắc ý ngồi tạm ở một vồn đá chờ Vinh. Nhìn bên cạnh thấy khóm măng trúc thân to, tôi reo lên. Măng trúc ở đây rồi chồng ơi. Âm giọng chồng ơi nghe cũng ngọt phết. Người kia không phản đối, hì hục. Sau đó đến chỗ tôi thì tôi đã bước ra khỏi bậc thang đá để bước đến khóm măng trúc. Mặt mũi hớn hở, tôi vẫy tay gọi Vinh. Này, măng trúc mập ú ù luôn đó. Vinh gật đầu bước đến, nhìn tôi lấy cái xẻng nhỏ từ trong gùi ra đưa cho anh. Xin mời. Tôi phì cười nhìn Vinh loay hoay không biết phải đào thế nào. Sao nó chắc thế nhỉ? Anh cắn răng đào bới. Lần đầu tiên anh đào măng không thể trách cảm nhận này. Ăn thì ngon nhưng mà làm cũng cực. Tôi nhướng mày nhận xét. Vinh toát hết cả mồ hôi, gật đầu. Công nhận. Mà sao cho tôi đào cái cục thế này? Mấy cái kia bẻ ra là được. Anh chỉ mấy khóm măng trúc xung quanh. Loại này ngon nhất. Mới cùng đến đây thì đào loại này cho đã. Vinh cũng không ý kiến. Một hồi anh quen tay hơn, đào xong cái măng đầu tiên, sau đó đi tiếp xung quanh, rồi đào được cả ôm măng. Cái gùi nặng dần cho đến khi len nhau bên trong toàn là măng. Tôi chưa kịp đưa gùi lên vai, bàn tay kia đã nhấc bổng lên, khoác lên vai mình. Khóe môi khẽ cong, tôi tủm tỉm. Anh dân tộc đẹp trai. Thảo mày. Vinh mắng khẽ nhưng âm giọng lại có chút cao. Hai vành tay đỏ ửng lên. Này, khen thật nha. Tôi vớt vát cho khỏi xấu hổ, bước theo Vinh. Bất chợt anh khựng lại, ngồi phịch xuống đất xoa chân. Lòng bàn chân bẩn thỉu đó có máu chảy ra. Anh giẫm vảy gai rồi. Tự nhiên tôi lại xót anh đến đau lòng. Tôi vội kiếm ít lá cây xung quanh để cầm máu cho anh rồi nói. Chờ em một chút, em xuống dưới kia đem giày lên cho anh. Dù sao, chân bị thế này cũng không thể để nhiễm trùng được. Tại em chủ quan quá. Không mang anh đi mua giày. Làm gì thì làm. Tụi ấy nấy đến cay xè sống mũi. Nói rồi tôi lập tức quay đi. Tôi cố gắng xuống núi nhanh nhất có thể, mang đôi giày da cùng với tất lên cho Vinh. Khi tôi ngước lên, anh đã tập tễnh xuống được gần đến nơi tôi đang đứng. Sao không chờ em, để mang lên cho? Tôi trách anh mà còn tự trách chính mình. Cảm giác khó chịu làm cả khuôn mặt đỏ ửng lên. Ngồi xuống đi giày vào cho. Xong để em đỡ anh. Không có tự đi được nữa. Tôi nhăn mặt nhắc nhở. Vinh khẽ cười đón lấy đôi giày từ tay tôi, rồi ngồi xuống. Người đâu mà vô lý, bị đau mà lại cười. Chỉ là nụ cười kia làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Có đau lắm không? Tôi ấy nấy hỏi. Chẳng thấy gì. Ai kia nói dối mà tôi lại nhe nhõm trong lòng. Vậy có cần em đỡ không? Đỡ người ta đi. Con gấu cao lớn đeo cái gùi đầy măng trúc, choàng tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của con thỏ. Cuối cùng lại chẳng biết ai đỡ ai, chỉ biết trái tim con thỏ đập đến điên cuồng trong lồng ngực. Buổi trưa hè chói chang, từng giọt nắng đùa nghịch qua kẽ lá, rơi xuống hai con người đang dịu bước nhau. Tiếng chim hót líu lo, cảnh sắc núi rừng vừa hoang sơ lại vừa tĩnh lặng, thành vắng và trong lành đến mê đắm. Nắng trên tóc, nắng trên vai, nắng trên cả đáy mắt khi tôi quay sang anh. Cũng là lúc anh nhìn tôi. Trong phút chốc, lòng người như sóng cuộn dập dềnh, đôi môi anh sát lại môi tôi, nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận bờ môi mềm áp đến môi mình, tôi ruột rậy đón nhận trong đê mê, khao khát. Nụ hôn anh dành cho tôi, hay cho Lan. Âm thanh điện thoại reo lên phá vỡ mọi cảm xúc, đưa tôi và anh trở về với thực tại. Tôi nhíu mày cúi mặt, hai má nóng rang nhắc nhở. Anh nghe điện thoại đi. Vinh nhìn điện thoại, vẻ bực bội hiện rõ trên nét mặt. Nơi này anh không tiện tránh tôi, chân lại đang đâu. Cuối cùng quyết định gạt nghe. Cô còn gọi cho tôi làm gì? Âm giọng của Phương lạnh lạnh vang lên. Anh bảo em bỏ con, em không làm được. Anh sững sờ, toàn thân chết lặng. Cảm giác như bị dội một gáo nước từ trên đầu xuống tới chân. Vinh hừ nhạt, đanh giọng. Tôi nói nếu đó đúng là con tôi thì cô hãy bỏ nó đi. Cố tình sinh ra nó cô sẽ biết tay tôi. Nhưng tôi tin nó không phải con tôi. Thai đủ lớn tôi sẽ đưa cô đi xét nghiệm. 3 năm rõ 10. Tôi nuốt nghẹn trước thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn của Vinh. Trong lòng không biết chính xác là cảm giác gì. Là cảm giác ghê tởm một gã đàn ông trăng hoa, vô trách nhiệm, hay là cách anh hành động là sự tàn nhẫn mà anh sẵn sàng làm với bất cứ kẻ nào, ngoại trừ tôi. Tôi nên buồn hay nên vui? Anh không ép tôi bỏ con, thậm chí còn chăm sóc cho tôi. Nhưng anh đối xử với đứa con gái kia hoàn toàn khác. Tất cả chỉ đơn giản là vì tôi giống Lan. Có phải vậy không? Vinh ngắt máy, vẻ bực bội vẫn còn đọng lại. Tối qua Vinh ra ngoài chắc hẳn là vì không muốn tôi nghe quyết định của anh. Không nghĩ anh là kẻ mà tôi đang nghĩ lúc nãy. Con nhỏ đó gài tôi. Cái thai của cô ta không phải của tôi. Nhưng nếu đúng thì... Vinh không đáp. Lúc anh say, có thể anh cũng chẳng nhớ nên anh không dám chắc chắn. Anh dứt khoát với cô ta như vậy, tôi nên vui mới phải. Chẳng cần đến lý trí thì trái tim tôi đã rêu vui từ lúc nghe cách Vinh nói với cô ta. Dù tôi biết mình cũng là một kẻ ích kỷ, chẳng kém anh. Anh không cần đứa con, không phải do tôi sinh ra. Anh chỉ cần một đứa giống với Ngọc Lan. Không cần bất cứ đứa trẻ nào mang gen của anh. Nếu con của em không giống Ngọc Lan, không giống mẹ em, mà giống bố em thì sao? Tôi giống mẹ gần như y hệt. Mẹ tôi lại giống Ngọc Lan một cách khó hiểu. Chưa nghĩ đến. Tôi há hốc miệng trước thái độ vô trách nhiệm của anh. Đừng nói anh không cần nó nhé. Tôi lừa mắt đe dọa. Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ. Lớn lên mới biết giống ai chứ. Tôi há hốc miệng lần thứ hai. Vinh sẵn sàng chờ con tôi lớn để xem nó có giống Ngọc Lan hay không. Tình yêu anh dành cho Lan là ngu ngốc hay là si tình quá đáng đây? Trong lòng nặng trĩu, tôi thở dài một hơi, cúi mặt trầm giọng bảo. Nếu con lớn lên không giống chị ấy, anh cho phép em mang con đi nhé. Nếu con không giống với Lan, nhất định anh sẽ không cần. Tôi có thể mang nó đi. Không được, nuôi nó tốn cơm, không thể để cho nó đi. Vậy nó sẽ rất đáng thương. Cha không yêu thương, mẹ không ở bên cạnh. Chỉ nghĩ tôi đã muốn khóc. Ai nói là mẹ nó không được ở bên cạnh? Thì anh đâu có yêu em. Anh có con rồi, em cũng phải tìm cho mình một người chồng thương yêu em chứ. Em không muốn vĩnh viễn là cái bóng của người khác khi ở bên anh. Ai nói... Vinh nói nửa chừng, tiếng chuông điện thoại của tôi chợt réo rắt vang lên. Nếu như mẹ tôi không gọi đến lúc này, có phải tôi sẽ biết được rốt cuộc tôi đang ở vị trí nào trong anh? Có phải vậy hay không? Hay là tôi đang ảo tưởng, vẫn cứ ngu ngốc tự lao mình vào biển lửa? Tôi gạt điện thoại nghe. Mẹ gọi con ạ. Vợ chồng con đi đâu thế? Dạ chúng con ra núi đào măng, cũng đang trên đường về rồi. Ừ, mẹ không thấy thì hỏi tôi. Bố con đang làm cơm, về luôn rồi ăn nhé. Tôi ngắt điện thoại, tò mò hỏi Vinh. Bạn nãy, anh đang nói gì thế? Không có gì, mẹ cô gọi sao? Về đi. Đường về tôi và anh chẳng nói, chỉ bước lặng lẽ. Có chút lo lắng cho chân anh, tôi chủ động đỡ lấy vai anh. Anh cũng không phản đối. Một hồi tôi và anh đã về đến nhà. Tôi liền kéo anh ra giếng. Rửa chân ngay đi, sát xà phòng vào kéo nhiễm trùng. Tôi lấy cái ghế nhỏ cho Vinh ngồi xuống, còn chủ động tháo giày giúp anh. Điều bộ lo lắng của tôi làm anh tủm tỉm cười. Bàn tay nhỏ chạm đến giày da đen, chợt bị anh nắm chặt. Trái tim tôi như ngưng lại, sau đó lập tức đập loạn lên. Rút tay mình khỏi tay anh, hai má tôi nóng rang, tôi lúng túng. Anh để em xem xét vết thương thế nào, còn phải rửa sạch. Có chút, không cần lo. Vinh Tự cởi giày, nhìn vết thương nhỏ ở lòng bàn chân đã khô lại. Tôi cảm thấy yên tâm. Tôi gật đầu bảo: "Anh ngồi đây đi, chờ em lấy dép cho anh." Tôi chạy vào trong nhà kiếm cái băng dán cùng với đôi dép tổ ong trắng mang ra. Nhìn Vinh đóng bộ sơ mi quần tây, đi dép tổ ong, nhìn hợp đến lạ lùng. Tôi nín cảm giác buồn cười, nhướng mày hỏi: "Hợp quá." Vinh biểu môi nhẹ gật gù không thèm cãi. Mẹ tôi chứng kiến một cảnh hiểu ra ngay chuyện, liền hỏi: "Chân Vinh bị gì hả con?" Tôi chưa kịp trả lời thì Vinh đã đáp: "Không có vấn đề gì đâu mẹ, vì cho con thử mốt mới thôi." Mẹ tôi cười, nhìn gùi mang tươi khen: "Sáng giờ hai vợ chồng đào được cả gùi mang thế kia à? Có lực sĩ, ngày nào cũng tập gym, phải khác chứ mẹ." Tôi mím môi treo lại Vinh, dục Vinh vào trong nhà nghỉ ngơi, rồi nhanh tay rửa một ít măng tươi. Trưa nay tôi sẽ làm món măng tươi đầy cho anh, xào nhanh với tỏi là đủ ngon, lại thanh đạm. Quả nhiên, bữa trưa Vinh ăn món măng trúc tươi, xào một cách say mê. Bố mẹ tôi không ngờ anh lại thích ăn măng trúc như thế. Hứa hẹn thỉnh thoảng bố mẹ sẽ gửi măng lên cho. Vinh khẽ cười: "Dạ thôi, chúng con không làm phiền bố mẹ. Dịp nào chúng con về lại tự đi đào tiếp." Lời của anh rất có thể chỉ là một lời từ chối lịch sự, nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi khẽ rung lên. Sẽ còn những lần sau tôi và anh cùng vào rừng trúc bên nhau, ít nhất cho đến khi tôi phải rời đi. Bố tôi xua tay. Tình cảm bố mẹ tôi dành cho Vinh ngoài là sự quý mến, nể trọng và còn là sự biết ơn vì anh đã cứu bố tôi một mạng. "Có gì đâu mà phiền." Tôi mỉm cười đáp: "Anh Vinh đã nói như thế thì bố cứ để anh ấy thoải mái đi. Có khi con lại hay được về với bố mẹ hơn." Bố mẹ tôi cười xòa gật đầu. Em trai tôi ăn nhanh xong liền xin phép đi học. Thằng bé giống với bố, không giống mẹ, nên chị em tôi không ai giống ai. Bữa ăn thứ ba ở nhà tôi trôi qua trong cảm giác ấm cúng, yêu thương của tình cảm gia đình. Dù không xa hoa như gia đình anh, nhưng lại khiến cho lòng người ấm áp, không muốn chia xa. Ăn xong, bố mẹ tôi không để con rể rửa bát, giục chúng tôi vào buồng nằm nghỉ, còn về thành phố cho sớm. Vào buồng, Vinh ngồi xuống giường, bất ngờ hỏi tôi: "Lúc trước thằng Đức về đây lần nào chưa?" Tôi cười nhìn anh đáp: "Về nhiều chứ, tháng nào cũng về." Sắc mặt Vinh bất chợt tối sầm, tự nhiên tôi lại thấy vui trong lòng. Ai kia đang ghen? "Về trong mơ tôi. Em không cho hắn về, đã cưới xin gì đâu. Anh biết chứ, quê em còn lạc hậu, con gái dắt bạn trai về mà không cưới, đều bị tiếng tăm. Lúc chuẩn bị cưới thì em bận học, sau em lại có bầu nên không muốn đi xa, rồi lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng bố mẹ em cũng gặp Đức rồi, đợt hè năm ngoái, hắn mời bố mẹ em lên thành phố chơi." Khuôn mặt ai kia có vẻ giãn ra. Vinh một tiếng, ngã lưng ra giường. "Chiều còn đi xa nên bố tôi không mời anh bia rượu, vận động cả sáng mệt nên tôi và anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ." "Hai đứa dậy chưa? Về thôi kẻo muộn." Mẹ tôi sắp hết măng trúc còn lại vào túi, còn cho chúng tôi thêm một bọc ngô tươi, một con gà đã làm sạch cùng với một túi rau rừng lạ miệng mà anh thích. Cho hết đồ vào cốp xe, Vinh quay lại nhìn bố mẹ tôi, cười nói: "Con muốn mời bố mẹ tháng 10 trời mát nhà mình lên thành phố chơi, sau đó sang Hàn Quốc du lịch một chuyến." Tôi ngơ ngác nhìn Vinh. Anh thật là muốn so kè với Đức sao? Vậy mà trái tim tôi bỗng reo vui đến mức khóe miệng tôi không sao giữ nổi thăng bằng, cứ cong lên, hai mắt lấp lánh nhìn anh. Bố mẹ tôi tròn mắt không kém, khuôn mặt có chút xám ngoét. Hai người vốn dị chỉ quanh quẩn ở tỉnh, lần lên thành phố do Đức mời bao trọn chuyến đi, đã coi là đi chơi xa lắm. Giờ bảo hai người sang Hàn Quốc chơi, thật là dọa người. Mẹ tôi gượng cười bảo: "Bố mẹ không biết tiếng rồi đi lạc. Mẹ cứ yên tâm, sẽ có người lo cả. Nhưng mà chắc tốn kém lắm. Thôi, tiền đấy hai đứa cứ giữ, còn lo cho con cái." Bố mẹ tôi không tiếp cận màng mẽo nên không biết tập đoàn Phúc Thanh hoành tráng thế nào. Họ chỉ biết nhà chồng tôi rất giàu có mà thôi. Sau trong lòng họ còn sợ tôi gặp cảnh làm dâu bị coi thường ở nhà anh. Tôi phải trấn an mãi họ mới yên tâm. Tôi chẳng biết phải nghĩ thế nào. Thực lòng hiểu Vinh không thiếu tiền, nhưng tôi lại không muốn tiêu tiền của anh. Tôi cảm giác nợ nần khiến tôi không thoải mái. Cuối cùng tôi chỉ bảo bố mẹ cứ lên thành phố chơi với chúng con, rồi tính gì thì tính. Thôi chúng con về đây, bố mẹ vào nhà đi. Mình đi đi anh, kẻo muộn tắt đường. Tôi đẩy Vinh vào trong xe, không muốn anh tìm cách thuyết phục bố mẹ tôi. Nếu biết được số tiền cho chuyến đi Hàn Quốc, chắc bố mẹ tôi xanh mặt, ngất tại chỗ mất. Vinh khởi động xe, quay lại nhìn bố mẹ tôi, còn đứng đó. Anh hướng mắt về phía trước, nhếch miệng. Không muốn báo hiếu cho bố mẹ cô sao? Tưởng thế nào? Thì kiếm nhiều tiền gửi về là báo hiếu, không lẽ xài tiền của anh là báo hiếu sao? Coi như thế đi. Anh nhàn nhạt khẳng định. Tôi chẳng dám nghĩ xa hơn. Chỉ coi như anh muốn trả tiền cho một tương lai cần tôi phục vụ. Tự nhiên cả người lại nóng bừng. Có lẽ tôi và anh không có tình yêu. Mọi thứ giữa chúng tôi chỉ đơn giản là trao đổi. Thực ra tùy theo hoàn cảnh, bố mẹ tôi sống tằn tiện đã quen. Nếu bỏ tiền phung phí sẽ rất sốc. Coi như sau này tôi kiếm được tiền sẽ từ từ cho bố mẹ hưởng thụ dần. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Tôi giải thích cho Vinh hiểu, bởi vì người sinh ra ở vạch đích như anh sẽ không bao giờ hiểu được. Con gái còn chưa học xong đại học, không học không hành, chưa đổi lại được, bây giờ đã lấy chồng. Vinh không đáp, có thể anh đã hiểu tâm lý của tôi. Nhiều cô gái lấy chồng là sự nghiệp, cô không coi thế à? Mà tôi quên, thằng Đức cũng coi là có điều kiện đấy chứ. Tôi bực bội đáp. Suốt 4 năm yêu nhau, em chưa từng lấy tiền của hắn. Đến đầu năm, em mới đến ở nhà của hắn. Trước đó em vẫn ở trọ, em tự làm gia sư nuôi bản thân. Mỗi kỳ học đều có học bổng. Em không bao giờ có suy nghĩ phải dựa vào hắn. Em đã tin hắn, yêu em thật lòng. Em cũng dành tất cả cho hắn những gì quý giá nhất. Không phải vì hắn có điều kiện. Vinh khẽ cười. Được rồi, tôi biết cô là người đàn bà thép, không cần phải dựa vào đàn ông. Tôi không bực vì câu nói điệu của Vinh. Dù gì anh cũng hiểu và tin tôi là người như thế nào. Có lẽ sau thời gian tiếp tục, sau khi hiểu về gia đình tôi, anh có cái nhìn khác về tôi. Không phải là sự hằn học, khinh bỉ như lần đầu tiên biết tôi. Chỉ cần như vậy là đủ để tôi xúc phạm nghẹn lại. Tôi gật đầu. Cảm ơn anh. Nhắc đến công việc, tôi cũng muốn hỏi anh mà chưa tiện. Giờ là lúc cần phải hỏi. Bố chồng bảo sáng mai em đến tổng công ty. Anh sắp xếp cho em việc thật sao? Phúc Thanh tuyển người khó lắm. Em được ưu ái thế à? Không có chuyện đó. Ngày mai cô đến sẽ có người phỏng vấn. Nếu họ đồng ý thì cô được vào. Thế này rốt cuộc là có cho tôi vào hay không đây? Không, em mà trượt phỏng vấn là em làm công ty khác đấy. Em không ngồi một chỗ đâu. Người đàn bà thép phải kiếm nhiều tiền. Vinh im lặng. Chẳng lẽ ý đồ của anh là cố tình không cho tôi vào làm? À, còn Đan Như, cô ấy sẽ vào bộ phận của anh làm việc hả? Anh không biết tôi đã nghe về Đan Như, chỉ một tiếng, trái tim tôi khẽ nhói lên, lo lắng. Cô gái này rất đáng yêu, và cũng rất yêu anh. Giờ lại hàng ngày làm việc cùng với anh, thời gian cô ta tiếp xúc với anh nhiều còn hơn cả thời gian anh gặp tôi. Tôi chợt gom dũng khí ở đâu, hít một hơi rồi nói. Em không muốn như thế. Anh để cô ấy làm ở bộ phận khác có được không? Vinh có chút ngạc nhiên khi thấy thái độ phản đối của tôi. Anh hơi nhướng mày hỏi. Có chuyện gì sao? Thì em nghe nói Đàn Như đã từng theo đuổi anh. Vinh mím môi cười. Anh bất chợt vươn tay xoa xoa đỉnh đầu tôi như xoa đầu cuốn con. Hai mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Không đáng quan tâm. Tôi há miệng rồi lại ngậm miệng, gật đầu. Anh đã hiểu và trấn an tôi sao? Tự nhiên lại vui đến khó tả. Tôi mau miệng hỏi. Mà anh không muốn em vào làm ở Phúc Thanh vậy? Đừng nói anh muốn em ở nhà ăn bám anh. Không có công việc để sau này dễ tranh giành con với em đấy. Vinh nhún nhẹ vai. Tất nhiên là không. Anh đâu cần phải tranh giành con với tôi. Ngay từ đầu tôi đã xác định khi đến với anh, con là của anh. Tôi ở mừ thở nhẹ, chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Phúc Thanh là một nơi rất phức tạp. Thời gian này cô không nên đến. Thời gian này, có phải ý anh là cuộc chiến đang cam go hơn bao giờ hết? Tôi biết ít nhất có 3 phe đối đầu là Vinh, Vũ và Lão Tín. Ngoài ra không kể các địch thủ bên ngoài. Cảm giác lo lắng dần lên, tôi khẽ hỏi. Vâng, em hiểu anh đang phải đối mặt với những gì. Việc em đến với anh cũng là từ âm mưu của một kẻ đang đấu đầu với anh. Cô hiểu là tốt. Nhưng tôi muốn bên anh, cùng anh vượt qua những hòn đá cản đường. Nên cứ nghe theo sắp xếp của tôi được chứ. Đã xác định theo đuổi anh, tôi chỉ có thể bước một con đường. Dù trong lòng có nhiều điều nặng nề, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Hoàn cảnh là như vậy, chỉ có thể tiếp tục bước đi. Trở về nhà họ Dương, Vinh để tôi vào nhà. Anh lái xe đi đâu tôi không rõ. Tôi chẳng phải một người vợ thực sự để hỏi những gì tôi cần hỏi. Anh đi đâu, với ai, làm gì? Ngồi một mình trong phòng tự nhiên nghĩ vẩn vơ, linh tinh rồi tủi thân. Càng lúc tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn, càng đòi hỏi nhiều hơn ở anh. Đêm muộn Vinh mới trở về phòng. Bàn tay ẩm chạm vào da thịt khiến tôi giật thót. Hóa ra tôi đã chờ Vinh đến tận lúc ngủ quên. Đã 12 giờ, Vinh về từ lúc nào? Còn tắm xong mà tôi không biết. Anh để trần khăn tắm choàng quanh hông cạnh tôi. Hơi thở của anh có mùi rượu thoang thoảng. Tối nay anh lại đi uống rượu. Tôi cau mày ngồi tựa lưng vào thành giường hỏi. Anh lại uống rượu sao? Cậu uống một chút. Với ai? Vinh hơi sững lại. Anh không ngờ tôi hỏi anh câu ấy. Không muốn trả lời, anh kéo chân tôi. Bàn tay anh vừa chạm vào quần lót tôi liền giữ lại. Anh có thể trả lời em trước được không? Em không muốn làm một người vợ hờ, một con búp bê tình dục của anh. Vinh không ngờ tôi ngăn cản quyết liệt như thế. Cô... Anh luôn cho là tôi dễ dãi. Quả thực tôi đã luôn như vậy. Nhưng đó là lúc trước. Còn bây giờ thì tôi không thể. Em muốn làm một người vợ thực sự, muốn được anh trân trọng yêu thương. Như vậy có gì là sai? Em muốn được như mọi bà vợ khác, được phép ghen tuông, được quyền tra hỏi chồng ở đâu, với ai, làm gì. Tôi sụt sịt hai mắt đỏ hoe, nhìn anh giải bày. Tôi biết mình đã đòi hỏi quá đáng khi thừa hiểu anh không yêu tôi. Tôi chấp nhận tất cả, tiếp cận anh với mục đích rõ ràng vì đứa con trong bụng. Còn hiện tại tôi chẳng vì điều gì để chiều chuộng anh. Cái tôi của tôi lại trỗi dậy không cách nào có thể ngăn cản. Tại sao tôi lấy cô? Không phải tôi đã cho cô toại nguyện rồi sao? Vinh bực bội thở hát ra. Anh nói đúng, cũng rất hiểu sự trao đổi ở đây. Đừng có đòi hỏi tình yêu ở tôi. Cảm giác ấm ức dâng lên. Tôi không có lý do gì để cãi lại anh. Tôi không thể lá mặt lá trái lừa anh kết hôn với tôi. Lừa anh cái thai trong bụng, rồi còn hỏi anh yêu tôi. Anh đã không thèm chấp tôi, vậy mà tôi lại nghĩ mình có quyền đòi hỏi. Hàng tháng tôi sẽ trả tiền cho cô. Cô có thể nhận hoặc là sĩ diện, không cần thì tùy cô. Vinh dùng một lực mạnh kéo tuột quần lót khỏi chân tôi. Hai chân anh quỳ giữa hai chân tôi, vùng tay tháo khăn tắm để lộ vật đàn ông sừng sững. Nụ hôn của anh rơi trên cổ, lên ngực, kích thích cơ thể tôi sẵn sàng đón nhận. Từng cú thúc hông khiến tôi chỉ biết oằn mình trong hoang lạc, thân thể trắng trẻo, đỏ ửng trong cơn kích tình ngây ngất. Tôi biết mình đã khao khát anh, cơ thể tôi tiếp nhận anh trong khoái lạc, nhưng lòng tôi không chịu cam chịu. Tôi yêu anh, tôi muốn anh yêu tôi, muốn anh chỉ có tôi, muốn anh dịu dàng trân trọng tôi, chứ không phải là kẻ chờ đợi anh ban phát tình cảm như lúc này. Cơn sóng tình đi qua, anh thỏa mãn trong tôi rồi lập tức rời giường, để lại tôi một mình trong vô vàn cảm xúc cùng với suy nghĩ hỗn độn. Tôi sẽ chiều chuộng anh trên giường cho đến ngày sinh con cho anh. Anh muốn vậy phải không? Nếu đó là điều anh muốn, tôi không thể khác. Khi Vinh quay lại, anh đã mặc quần đùi, trên tay là chiếc khăn ấm nhẹ. Anh nhẹ nhàng lau thân thể của tôi. Tôi ngỡ ngàng trước hành động dịu dàng của anh. Cảm xúc hỗn độn một phát thành nước mắt. Tôi nằm yên để anh lau mà nước mắt lăn dài. Đến khi anh ném khăn vào nhà tắm rồi nằm bên cạnh tôi, tôi liền quay sang ôm choàng lấy anh, hôn lên đôi môi và lên má anh. Anh Vinh, em yêu anh, em muốn làm vợ thực sự của anh. Vinh im lặng. Một hồi sau anh mới cất tiếng. Cô yêu tôi. Yêu thế nào? Là hàng ngày được trông thấy anh, được yêu thương chăm sóc anh, được anh yêu thương chăm sóc, cùng nhau sinh con và nuôi dưỡng con cái. Tình yêu với em là như vậy. Đó không phải là điều mà tôi cần. Vinh nhàn nhạt đáp. Những lời lạnh lẽo như xô nước đá tạt thẳng vào thân thể tôi, trí óc và trái tim tôi. Tôi lặng lẽ rời khỏi anh, cầm váy ngủ bước vào nhà tắm, để dòng nước ấm chảy dọc cơ thể. Tôi mong nước mắt cũng hòa theo dòng nước, không để tôi cảm nhận được vị mặn chát là thế nào. Tôi chưa từng say mê khao khát Đức như với người đàn ông đang ở bên tôi, mà xa cách tôi nghìn trùng vạn dặm là anh. Vậy mà đáp lại tôi là sự lạnh lùng đến run rẩy. Một ngày mới lại đến. Vinh đã đi từ sớm. 8 giờ sáng tôi được Dũng đưa đến tổng công ty Phúc Thanh. Tiếng tin tài khoản vang lên. Tôi ngỡ ngàng nhìn con số 50 triệu vừa báo thêm từ tài khoản mang tên Dương Thành Vinh. Vinh trả cho tôi lương tháng như một con đĩ được anh bao nuôi. Nhục nhã thật đây, nhưng đó chẳng phải là con đường tôi lựa chọn hay sao? Tôi mặc dày nhắn lại cho anh. Vợ nhận được tiền lương của chồng rồi. Tháng này tổng công ty trả cho chồng 50 triệu hả? Tiếp tục phát huy nhé. Thiếu tiền tiêu vặt cứ bảo em đưa lại cho. Không có tin nhắn đáp lại. Tôi mặc kệ, coi như anh đã đưa hết lương cho tôi, như là cách mà các ông chồng yêu vợ thường làm. Đến tổng công ty, nam trợ lý của Vinh đón tôi từ ngoài sân. Thái độ xuân xoe của anh ta khiến tôi cảm thấy mát lòng mát dạ. Dạ chị Thanh Vi, em là Bảo, là trợ lý của anh Vinh. Sáng nay anh Vinh bảo em tiếp đón chị, chúng ta lên tầng 8 nhé. Tôi theo Bảo ra thang máy, bất ngờ chạm mặt một cô gái ăn mặc rất xinh, vẻ tiểu thư đại cát, đặc biệt hơn người. Bảo cũng bất ngờ, anh ta liền xuôn xe với cô ngay lập tức. Cô Đan Như, cô đến lúc nào sao không gọi cho tôi? Lại còn vào thẳng đây thế. Cô có thẻ chưa? Phải có thẻ mới lên tầng trên được đấy. Cảm ơn, tôi đã liên lạc với sếp của anh rồi. Anh ấy bảo tôi lên gặp trực tiếp. Thẻ tôi được cấp từ chiều qua. Là Đan Như đây sao? Không ngờ tôi lại chạm mặt cô ta sớm như vậy. Cô ta lạnh lùng lướt qua tôi, thái độ hằn học rõ rệt. Ngay sau đó lùi lại đứng cạnh Bảo. Bảo đứng giữa tôi và cô ta. Đến tầng thứ 8, Bảo đưa tay mời tôi bước ra, còn Như thì vẫn tiếp tục đi lên. Tôi cau mày, dù muốn dù không, tôi cũng cảm thấy khó chịu với kẻ tôi vừa gặp. Anh Vinh ở tầng mấy thế? Anh ấy ở tầng 10, chị vào phòng này em hỏi một chút thôi. Phỏng vấn mà Vinh nói là việc Bảo xem qua hồ sơ của tôi. Sau đó anh ta nhẹ giọng bảo, chị mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm gì, tạm thời chị vào bộ phận tài chính của anh Vinh để thử việc đã. Tôi có chút ngạc nhiên khi Vinh vẫn xếp tôi vào bộ phận tài chính của anh. Trong lòng không khỏi nhen lên cảm giác vui vẻ. Vinh vốn dĩ không muốn tôi vào làm, có điều tôi dứt khoát mong muốn đi làm. Cuối cùng anh chịu nhượng bộ cho tôi một vị trí, dù là thử việc ở bộ phận của anh. Thử việc trong bao lâu ạ? Còn tùy vào anh Vinh quyết định nữa. Tôi ậm ừ chấp nhận. Bảo nói tiếp, tầng 8 của tòa nhà là bộ phận tài chính. Bây giờ em dẫn chị sang phòng làm việc nhé. Phòng làm việc mà Bảo dẫn tôi vào có khoảng 10 người, mỗi người một bàn riêng, có kính chắn như một góc trời, xem ra khá thoải mái. 10 người trong phòng có cả nam và nữ, mỗi người một vẻ, nhưng dường như cũng không soi mói nhau. Chị Thanh Vi, chị Ngân là trưởng phòng kế toán, lao động. Chị trao đổi với chị ấy nhé, bây giờ em phải đi. Tôi gật đầu nhìn về chị gái tầm tuổi 40, chị ấy mỉm cười đứng dậy nói, cô là vợ giám đốc hả? Làm ở đây thì cứ thoải mái, miễn đừng có nhầm lẫn gì là được. Nhầm gì thì chúng tôi bắt đền giám đốc đấy. Những tiếng cười đùa rộ lên sau câu treo của chị Ngân trưởng phòng. Bất giác tôi cảm thấy nhẹ nhõm với không khí nơi đây. Có lẽ Vinh là một ông sếp dễ chịu nên nhân viên của anh mới thoải mái đùa cợt như thế. Tôi biết về anh chưa nhiều, ngoài quá khứ đau thương của anh. Mỗi ngày hiểu thêm một chút về anh như thế thật tốt. Chị Ngân nói tiếp, âm giọng gần gũi hơn. Em ngồi tạm ở bàn nước kia đi, chiều sẽ có bàn làm việc riêng cho em, cả laptop, chiều nay tổng công ty sẽ cấp cho em dùng. Thực tình tôi không có máy tính riêng, từ lúc bỏ Đức, cũng may tổng công ty Phúc Thanh cẩn thận, sợ để lọt thông tin ra ngoài, nên trang bị laptop riêng cho nhân viên. Tôi vâng dạ bước ra bàn nước chữ nhật, đặt giữa phòng làm việc. Chị Ngân đem một tập tài liệu đến trước mặt tôi phân phó. Em xem trước chỗ hợp đồng này, chiều có laptop, Chị sẽ hướng dẫn làm cụ thể. Việc ban đầu tôi ở đây làm tạm coi như là ổn thỏa. Tôi mường tượng được mình cần làm những gì. Trước mắt tôi sẽ làm những công việc giấy tờ hỗ trợ cho chị Ngân. Một hồi tập trung vào đóng hợp đồng, tôi chợt giật mình khi cánh cửa mở ra. Đàn Như kiêu kỳ bước vào trong phòng. Vẫn là Bảo đưa cô ta vào. Tôi thoáng sững lại rồi hiểu ra. Vĩnh để Như làm việc nơi cùng với tôi, thật là chẳng vui vẻ chút nào. Có điều anh không giữ cô ta ở lại bên cạnh đã là quá tốt. Chị Ngân cũng vui vẻ tiếp nhân viên mới. Nhưng ngồi cạnh Vi đi. Chiều nay chị báo thêm bàn cho em. Em cũng xem tài liệu cùng với Vi. Chị hướng dẫn hai đứa cả thể. Như khó chịu ra mặt. Cô ta gượng cười rồi bực bội tiến đến, kéo bàn ghế ngồi cạnh tôi. Bàn tay búp mang nhỏ nhắn chạm đến đống giấy tờ. Cô ta nhăn nhó. Người ta tốt nghiệp thạc sĩ mà bắt làm mấy cái vớ vẩn này. Rõ là... May cho cô ta là chị Ngân không nghe thấy. Nếu không dễ chừng cô ta khó mà được chào đón ở đây. Tôi mặc kệ coi như không nghe. Làm việc của mình. Bất chợt âm giọng đáng ghét ghé sát tai tôi. Chẳng qua là có cái mặt giống bà Lan, không thì còn lâu. Tôi khựng lại trừng mắt nhìn Như. Con người này đáng ghét ra mặt. Ít nhất là đối với tôi. Cô ta thẳng thắn, ghét bỏ, chứ không phải là giả tạo hai mặt gì cả. Thật là tiểu thư được chiều chuộng quen thói, nên không coi ai ra gì đây mà. Tôi trấn tĩnh lại cơn bực bội, những nhà đáp. Dù sao, ai được chọn cũng đã rõ. Cứ nghĩ cô ta chịu yên, nào ngờ vài giây sau lại tiếp tục. 30 chưa phải là Tết. Đến bà Lan còn chẳng ăn ai. Cảm giác lạnh toát, buốt dọc sống lưng. Cô ta đang đe dọa tôi. Con người đáng ghét này có phải cô ta nuôi trong lòng tình cảm với Vinh từ rất lâu, chờ đợi rồi hả hê, vì Ngọc Lan qua đời, giờ tiếp tục đến lượt tôi. Chị cứ chóng mắt để mà chờ đi. Tôi nháy một bên mắt, trêu tức cô ta. Trong lòng trống trận, đập dồn. Vinh đáng ghét kia, anh muốn dùng cô ta để đuổi tôi khỏi Phúc Thanh phải không? Tuy nhiên, hiểu hơn về kẻ đáng ghét này, tôi hiểu cô ta không bao giờ đủ bản lĩnh để bước chân vào trái tim của anh. Nếu không muốn nói nhất định, anh luôn khinh thường loại người này. Như bực bội hừ một tiếng, đẩy ghế đứng dậy bỏ ra ngoài. Lúc này cũng tầm giờ giải lao, mọi người trong phòng mới có thời gian ra ngoài để tám chuyện. Chị Ngân mang cả bưởi đi, cười và mời mọi người. Bữa nhà mẹ chị đấy, cả nhà ăn đi, không lâu chị mới về quê. Cái Tâm mang bưởi đi rửa hộ chị nhé. Chị Tâm tầm 30 tuổi, đón lấy túi 3 quả bưởi nhỏ. Chưa kịp bước đi tôi liền nói. Em cũng đang muốn đi ra nhà vệ sinh, để em rửa bưởi luôn. Tôi nhận thấy mình ít tuổi nhất nên lãnh trách nhiệm này. Chị Tâm nghe vậy thì ngại ngại đáp. Em cứ ngồi uống trà đi, không phải ngại. Chị ấy nhanh chóng mang bưởi ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới hiểu mọi người trong phòng có cả thái độ nể nang đối với tôi. Thế nào khi hiểu tôi là phu nhân, sếp của họ? Tuy nhiên, như vậy tôi là dễ sống ở đây, sẽ không lo chuyện ma cù bắt nạt ma mới. Chỉ có kẻ đáng ghét vừa bước trở lại vòng kia là khiến tôi bực mình mà thôi. Như cười tươi tắn nét mặt, dù ghét cô ta thì ghét thật, nhưng mà tôi công nhận là cô ta rất xinh. Cảm giác cứ như là cô ta phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Cả nhà tập trung đông vui quá, em là nhân viên mới, em có chút quà ra mắt mọi người. Những khuôn mặt sáng bừng khi nghe Như nói đến 3 tiếng quà ra mắt. Đúng là tiểu thư nhà giàu vung tiền mua tình cảm đã quen. Phía sau Như, người bước vào chính là Vũ. Anh ta liếc mắt qua tôi, khóe miệng nhếch lên. Ngay sau đó ôm vai Như để giới thiệu. Các anh chị phòng mình giúp đỡ bạn gái em nhé. Cô ấy chính là Đan Như. Ui chà, bạn gái cậu Vũ đấy sao? Thảo nào mà trợ lý sếp đích thân dắt đến đây. Tôi cứ thắc mắc mãi. Bạn gái Vũ xinh quá, khao đi. Có vẻ mọi người trong phòng này quen sợi lợi với cái từ cách cà chớn cà bông của Vũ. Tất nhiên là phải khao. Trưa nay chúng em muốn mời cả phòng mình đi ăn buffet hải sản. Còn bây giờ Đan Như có chút bánh ngọt cho cả nhà, để thêm calo làm việc. Những tiếng vỗ tay vang lên. Người mới được chào đón đã được phân định rõ ràng. Dù mọi người có nể tôi đi chăng nữa thì kẻ khiến cho bọn họ yêu thích chính là cô ta. Tôi chẳng rảnh mà làm những trò như cô ta để phân định cái gì cả. Chỉ mặc kệ cô ta muốn diễn trò gì thì cứ diễn. Mấy người phục vụ mang bánh ngọt cao cấp mà nhìn qua đã thấy phòng cách khách sạn 5 sao bước vào trong phòng. Cô ta đưa bánh trước mặt từng người. Đến chỗ tôi, vô tình cô ta trượt tay. Nguyên cái bánh sô-cô-la đen xì rơi thẳng vào chiếc váy vàng chanh tôi đang mặc. Thôi chết, chị vô ý quá. Vì có sao không em? Cô ta giả bộ suýt xoa, cầm giấy ăn lau giúp tôi mà di thêm cho loàn khắp. Tôi lập tức hất tay cô ta ra, làm chiếc bánh rơi thẳng xuống nền đất. Tôi nín lại cơn tức, mỉa mai đáp: Em không sao, có điều chiếc váy này anh Vinh tặng em, giờ phải bỏ đi thật là tiếc. Tôi chém gió một chút mà cái mặt cô ta tím đèn lại vì ghen tức. Nhìn thật là tức cười, kẻ muốn chơi đểu lại bị kẻ khác xỉa xói, đúng là đội đau. Cô ta hận không thể cào nát cái mặt giống Ngọc Lan của tôi ra. Mà biết đâu cứu được thì sao? Hay là chị Như giặt giúp em nhé. Cả nhà thấy em đề nghị như vậy được không? À, phải rồi. Âm thanh đồng tình yếu ớt vang lên. Mọi người ăn miếng bánh từ cô ta cũng không được ngon miệng. Lúc này bắt đầu cảm thấy khó chịu vì màn ra mắt. Vụ chứng kiến một cảnh, anh ta khẽ cười. Cũng chẳng bên vực bạn gái, chỉ lên tiếng: Đại Như, dù sao người có lỗi cũng là em. Thôi thì em chịu khó vậy. Như há hốc mồm, trừng mắt với Vũ rồi hậm hực đáp: Bẩn thế này không giặt được đâu. Thì phải giặt mới biết là có giặt được không chứ. Hay để em bảo anh Vinh. Thôi được rồi, chị với em ra toilet. Đang Như bực bội kéo tôi đi. Cô ta thích bắt nạt tôi phải cho cô ta biết tôi cũng không dễ dàng bị bắt nạt. Vừa vào đến toilet, Như không cần phải đóng giả ngọt ngào, cô ta hất tay tôi ra: Cởi váy ra, người của tôi đến giặt cho cô. Tôi nhớ mày đã nói chính chị phải giặt. À, tôi còn không có đồ tay, phiền chị nghĩ cách giúp tôi. Nếu không tôi sẽ làm to chuyện với chồng tôi. Hậu quả thế nào tôi không biết được đâu đấy. Tôi cứng họng đe dọa. Như cười nhạt bảo: Cô nghĩ tôi không biết cô úp sọt anh Vinh bằng cái thai của người yêu cũ sao? Vũ cho tôi biết nhiều về cô lắm. Cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Như nhìn khuôn mặt tái đi của tôi, hài lòng định bước đi. Tôi lập tức kéo cô ta lại và gắt: Chị đừng để tôi kiện chị tội vu khống. Bằng chứng ở đâu mà chị dám nói linh tinh như thế? Còn cái váy của tôi, chị giải quyết đi. Tôi vì đại cục mà chấp nhận tha thứ cho Đức. Hắn đã thề xóa sạch quá khứ với tôi, coi như không thân thiết với tôi, đảm bảo không phải là tác giả cái tai sậy của tôi. Thế nên không một ai đủ khả năng lật lại quá khứ, kể cả lão Tín. Lúc này Như cũng không thể nói được bằng chứng. Cô ta chỉ đơn giản nghe Vũ nói lại những gì anh ta từng điều tra về tôi. Nhưng bằng chứng ở đâu cô ta hoàn toàn không có. Thế nên cô ta chỉ biết cứng họng, hai mắt trợn ngược nhìn tôi: Cô muốn tôi giải quyết thế nào đây? Cậu không cởi ra đi, sẽ có người giặt cho cô. Tôi muốn thế nào à? Chị thay đồ ra, tôi mặc đồ của chị, còn chị lo mà giặt đồ cho tôi. Nhớ sấy khô nữa. Yên tâm, tôi đứng ngoài canh cho chị giặt. Như tức đến muốn nổ đồm đóm mắt. Nhưng kẻ yếu thế là cô ta. Nếu cô ta không chịu, tôi sẽ làm lên. Dù chẳng biết Vinh có bên tôi hay không, nhưng dứt khoát cô ta bị ảnh hưởng trong mắt anh. Cuối cùng cô ta kéo tôi vào trong phòng tắm bên trong, chủ động cởi bỏ bộ váy mặc trên người. Dáng dấp của cô ta thấp hơn tôi một chút, 3 vòng đâu ra đấy, vẫn gây cho tôi cảm giác hàng giả. Tôi hài lòng cởi đồ của mình ra, mặc tạm đồ của cô ta rồi bước ra ngoài, để trong đó một kẻ mặt mũi tím đen vì tức: Chị cứ ở trong này chờ tôi đi lấy nước giặt và máy sấy. Tôi không vội kiếm nước giặt và máy sấy. Tôi đi vào hít thở không khí một lúc rồi quay trở lại nhà vệ sinh, gõ cửa: Tôi tìm không ra nước giặt với lại máy sấy, chị tự tìm đi nhé. Kẻ bên trong đạp cửa rầm nhưng không thể làm gì cả. Tôi nhún vai bỏ ra ngoài. Nào ngờ vừa bước khỏi toilet, từ phía sau có vòng tay ôm choàng lấy tôi. Mùi nước hoa này tôi lạnh cứng người. Tôi vội vàng đẩy hắn ra, quay lại quát: Vũ, chú làm gì thế? Vũ nhướng mày, hai tay giơ lên tỏ ý đầu hàng, khóe miệng kéo lên đểu dạ: Ồ, chị dâu, tôi nhầm chị với bạn gái tôi. Sao chị lại mặc đồ cô ấy thế? Chú đi hỏi chị ta đi. À, tôi quên mất, váy chị bị Đang Như làm bẩn. Vậy cô ấy đang ở bên trong sao? Nếu chú thương chị ấy thì tìm nước giặt với máy sấy đi. Tôi về phòng làm việc đây. Tôi bực bội bước nhanh, quá sức bực mình với hai con người này. Bọn họ đúng là một liên minh ma quỷ. Tôi chẳng hiểu có tình yêu thực sự giữa họ hay không. Ít nhất chiều của Đan Như là không có. Nhớ đến cây hồn siết từ phía sau của Vũ, tôi cảm thấy gai ốc nổi khắp người, rùng mình một cái không muốn nghĩ lại. Một hồi sau thì Đan Như mặc một bộ váy trắng khác, cũng sang chảnh không kém, trở lại bàn làm việc. Cô ta cầm bộ đồ của tôi vừa được giặt sấy sạch sẽ, đặt trước mặt tôi đến cơn tức giận, để giọng điệu ngọt ngào. "Vi, váy của em nè, chị sấy cẩn thận lắm rồi đấy, đừng trách chị nữa nhé." Tôi cười nhạt xem xét chiếc váy một hồi, tôi gật đầu đáp. "Được rồi, để em trả lại váy cho chị nhé." Tôi cầm váy vào toilet thay đồ ra, nào ngờ khi chạm mặt Vinh, tự nhiên trống ngực tôi đập thình thịch. Tôi hơi ngại khi trên tay là chiếc váy của Như. "Anh Vinh, anh xuống phòng kế toán lao động sao?" "Cô vừa làm cái trò gì thế?" Vinh cau mày hỏi, đúng lúc Như từ trong phòng làm việc bước ra, cô ta cố tình gọi Vinh xuống. "Anh Vinh, vợ anh giỏi bắt nạt người khác thật đấy, hay ý mình là vợ giám đốc bộ phận này mà bức ép người khác. Em chỉ sơ ý gây ra vết vẩn trên váy cô ấy, vậy mà cô ấy bắt em phải giặt tay cho cô ấy, còn bắt em cởi sạch đồ mà giặt. Anh nhìn xem đi, tay của em đã đỏ hết cả rồi đây." Như nhăn nhó kêu ca tôi độc ác với Vinh, để dìm tôi trước anh. Chị ta muốn đánh phủ đầu trước đây mà. Nếu nhà đó cố ý làm bẩn đồ của anh, khiến anh xấu hổ với mọi người, anh có tức hay không? Có muốn kẻ đó phải trả giá hay không? Tôi bực mình nói, vùi cái váy trắng vào người Như. Chị ta tỏ vẻ ngây thơ nhìn Vinh. "Em đâu có cố tình chứ, chỉ là sơ ý một chút. Chỉ có người xấu bụng mới cho là kẻ xấu bụng thôi." "Diễn cũng giỏi đấy." Tôi biểu môi không thèm chấp. Vinh kéo tôi lại sau lưng anh, nhẹ giọng nói với Như. "Xem như vợ tôi quá đáng, việc này tôi sẽ bảo ban cô ấy. Bây giờ cô về phòng làm việc đi." Như đỏ gay cả mặt mũi, nhìn dáng vẻ chồng dạy vợ của Vinh với tôi. Chắc hẳn chị ta nghe Vũ nói Vinh không yêu tôi đâu nhỉ. Cứ cho là không yêu đi, nhưng ít nhất thì anh cũng ra mặt coi tôi là vợ trước chị ta. Thế là quá đủ. Như lý nhí vâng dạ, cô ta nói thêm. "Trưa nay em có mời phòng kế toán lao động đi ăn trưa nhân dịp mới vào, anh cũng đi nhé." Tôi kéo áo sau lưng Vinh. Chẳng biết anh có quan tâm cái kéo áo của tôi hay không, chỉ biết anh trả lời. "Trưa nay tôi bận, cô cứ mời mọi người, không cần quan tâm tôi đâu." Dựa mức quay lưng đi, kiêu hãnh bước những bước lắc lư như rắn trở về phòng làm việc. Hành lang còn lại mình tôi, Vinh mới quay lại, nhìn tôi hắt ra. "Bớt mấy cái trò trẻ con đi, đây là nơi làm việc đấy." "Anh bảo bàn tôi thế đấy sao?" Tôi không phục liền nói. "Ai bảo anh sắp xếp chị ta vào cùng phòng với em chứ? Chị ta ghét em ngay từ cái liếc mắt đầu tiên. Người ta là đại tiểu thư được cưng chiều, quen thói thích gì làm nấy. Bây giờ em thành cái bị bông kim châm của chị ta." Vinh nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn tôi có chút trào phúng. "Cô mà là bị bông kim châm mà?" "Ý của anh biết thừa tôi sẽ chẳng chịu để chị ta bắt nạt. Cũng có nghĩa anh đã xác định những việc này sẽ xảy ra." Vinh nói như vậy rồi quay đi. Tôi bước theo hỏi. "Anh đã biết em sẽ đáp trả chị ta, sao còn phải dạy dỗ em chứ?" "Công việc của tôi là bảo ban vợ tôi." Tôi tròn mắt, miệng nhất thời há hốc. Chỉ một câu nói vù vờ của ai kia cũng làm tôi sướng rờn cả lên. Khóe miệng khẽ cong, tôi hơi hiểu tại sao Vinh lại sắp xếp Như vào cùng phòng với tôi. Anh muốn Như bị tôi làm cho chán nản mà chủ động rời khỏi anh. Đó là cách đuổi khéo tốt nhất khi Vũ đã nhờ cậy anh. "Anh... em cũng hữu dụng đấy chứ?" "Vớ vẩn." Vinh gạt suy nghĩ nảy ra từ trong đầu tôi. Tôi năn nỉ Vinh. "Anh, em cũng muốn làm việc trong cảm giác ức chế. Anh cho em sang phòng khác đi. Em thấy bộ phận mình có tận 6 phòng cơ mà." Vinh dừng lại quay sang nhìn tôi. Anh nghiêm túc giải thích. "Phòng của chị Ngân là nơi tốt nhất cho cô học hỏi. Cô mới chỉ là một tân binh, không rèn luyện thì có thể làm cái gì chứ?" Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Lần này trong đáy mắt tôi còn có chút cảm kích. Anh muốn tôi thực sự học hỏi ở phòng chị Ngân. Tôi gật đầu không cãi lại anh thêm nữa. Dù sao anh cũng là sếp, nghe lời sếp là việc của tôi. Tôi chỉ thở dài. nhưng làm việc cùng chị ta thực khiến em muốn điên đầu. Đó cũng là nơi tốt nhất cho cô ta. Vinh nhàn nhạt đáp. Sau đó anh nhún vai. Còn định đi theo tôi đến bao giờ? À, trưa nay anh bận gì thế? Cho em bám theo ăn trưa được không? Em mà có mặt ở bữa ăn chị ta mời, chắc không nuốt thức ăn trôi quá. 11:30 xuống sảnh chờ. Vinh thả lại một câu rồi bước vào thang máy. Tôi vẫn còn chưa tin vào tai mình. Tôi đứng ngẩn nhìn cánh cửa thang máy khép lại. Vinh đồng ý cho tôi bám càng anh đi ăn trưa sao? Trời đất ơi, quá tuyệt vời. Cảm giác cứ như vừa làm được việc gì to lớn lắm. Tôi vui vẻ trở lại phòng làm việc, mặc kệ cái mặt tức tối của Như bên cạnh, mà ngồi xuống chỗ của mình. 11 giờ, cả phòng kế toán lao động đứng dậy, hẹn hò nhau ra nhà hàng. Mặc kệ tôi không nói không năng. Tôi càng thoải mái vì mọi người lần lượt rời khỏi, còn mình tôi ở lại. Trưa nay tôi có hẹn ăn trưa với anh. Chỉ nghĩ như vậy thôi, tôi đã cảm thấy vui vẻ. 11:25, tôi tô lại chút son môi cho thư tỉnh, rồi khóa cửa phòng. Chị Ngân đã giao lại cho tôi chìa khóa. Tôi xuống đến sảnh chờ Vinh. Không ngờ Vinh lại đi cùng với Vũ tiến đến chỗ tôi. Cảm giác khó chịu dâng lên khi thấy Vũ. Tôi bực bội không muốn cất tiếng. Chị dâu, lúc nãy em xin lỗi, chị đừng có để bụng nhé. Anh ta xoa xoa tay vào nhau, chắp lại như thành khẩn xin lỗi trước tôi. Tôi đỏ gay mặt mũi liền xua đi. Chỉ là nhầm lẫn, tôi không nghĩ gì cả. Vinh cau mày. Nhầm lẫn gì? Vũ liền nói. Chị dâu mặc đồ của Đan Như, nhìn từ phía sau em nhầm cho nên... Anh ta nói ấp úng, khuôn mặt tôi càng đỏ hơn khi anh ta dừng lại. Lỡ như Vinh tưởng tượng lung tung thì thật không biết gì. Tôi liền nói. Vũ nhìn lầm em là chị Như nên ôm em, nhưng em đẩy ra. Vũ nhếch miệng im lặng cùng với thái độ lúng túng, vội vã giải thích của tôi. Anh ta cố tình khơi lại chuyện không đáng này. Mục đích là gì chứ? Chỉ là thái độ bực bội, không che giấu của Vinh, bất giác khiến trái tim tôi khẽ rung lên. Vũ chuyển chủ đề ngay. Anh chị định đi ăn với công ty Kim Tài sao? Vừa hay em cũng có lời mời Kim Tài ở nhà hàng hải sản Biển Đông. Họ nhận lời em rồi, chúng ta cùng ra đó đi. Ok. Vinh không phản đối. Dù tôi muốn anh ta từ chối, nhưng tôi hiểu chuyện này khó có thể từ chối. Hóa ra anh ta bận tiếp đối tác thật, và anh ta cho phép tôi đi cùng với anh ta. Có chút không vui khi điểm đến lại chính là nhà hàng hải sản mà Như mời mọi người. Nhưng dù sao Vinh có bên cạnh, tự nhiên tôi lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Từ lúc nào anh đã trở thành điểm tựa bình yên của tôi cũng không biết nữa. Vinh lái xe đưa tôi đến nhà hàng hải sản. Trên xe tôi tò mò hỏi. Kim Tài là đối tác của Phúc Thanh à anh? Bọn họ là đối tác tài chính lớn của chúng ta. Tôi gật đầu, hiểu chuyện. Tôi mím môi, nhìn anh nói. Anh cho em đi tiếp cùng với đối tác, em vui lắm đấy. Vinh tỉnh bờ đáp. Chẳng phải cô cần bồi bổ sao? Xanh như tàu lá, bồi bổ vào cho tốt. Tôi cuộc hứng tiêu nghỉu, ngã lưng ra phía sau ghế. Tôi quên mất động cơ của anh là gì, cứ ôm mộng ảo tưởng gì không biết. Bàn tay ai kia chợt xoa đầu tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi im không cựa quậy. Trái tim nhảy vọt lên. Cứ thế này tôi mọc thêm 2 cái tai, một cái đuôi ngoáy tít sau lưng. Nhớ đến những gì sắp đối diện, tôi dặn dò Vinh. Chốc nữa anh kéo người của Kim Tài ra góc khác nhé. Tôi không thích gần như với Vũ. Anh khẽ một tiếng mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có điều làm sao dễ tránh 2 kẻ kia được chứ. Bọn họ cố tình kéo chúng tôi đến bữa tiệc chiều đại, chắc chắn không để tôi và anh được yên. Nhà hàng hải sản Biển Đông sang trọng hiện ra trước mắt. Tôi theo Vinh vào bên trong. Nhân viên nhà hàng bước ra nhiệt tình đón tiếp. Chị thuộc tập đoàn công ty Phúc Thanh có phải không? Mời chị vào khu vực VIP bên trong. Tôi có thoáng chút rùng mình trước sự sắp đặt cẩn thận của Vũ và Như. Vinh gật đầu, theo chỉ dẫn của cô nhân viên đi qua một hành lang, hai bên là nhiều bể kính hải sản đủ màu sắc. Tôi và anh đến khu vực VIP, nằm riêng trong một gian phòng lớn, kín đáo. Cánh cửa căn phòng vừa mở, nhóm nhân viên kế toán lao động đang chờ đợi chúng tôi. Thấy chúng tôi đến, bọn họ liền cười tươi chào đón. Vũ và Như cầm ly rượu vang, bước đến gần tôi và Vinh. Anh chị đến muộn, phạt đấy nhé. Vinh đón lấy ly rượu, nhẹ giọng hỏi: Người của Kim Tài đến chưa? Bọn họ báo có chút việc bận, chúng ta cứ tự nhiên đi. Vinh không nói gì, anh kéo tôi bước xuống bàn ngồi xuống, mở điện thoại gọi người. Ông Kim, chúng tôi đang chờ ông nhà hàng Biển Đông. Âm giọng của đàn ông ấy nấy vang lên. Chúng tôi gặp trục trặc, không đến sớm được, mong anh thông cảm, chúng tôi sẽ đến ngay thôi. Vinh thở hát ra cướp máy. Phía cửa ra vào bỗng có âm giọng đáng ghét vang lên. Anh Vinh. Tôi và Vinh đều ngạc nhiên sững người. Phương mặt mũi rừng rừng nước mắt, tiến vào phòng, bước đến gần Vinh, giang tay định tát vào mặt anh ta, nhưng anh đã nhanh chóng ngăn lại. Vinh bực bội gắt: Cô làm cái trò gì thế? Anh Vinh, em nghe lời anh, em đã phá con của chúng ta. Phá xong em hối hận quá. Toàn bộ những người có mặt trong phòng đều kinh ngạc ồ lên. Tôi quát mắt nhìn vẻ tỉnh bơ của Vũ, lập tức hiểu ra chính hắn đã sắp xếp việc này. Hắn muốn làm Vinh mất mặt trước đồng đảo người của Phúc Thanh, nhằm hạ bệ anh. Cả việc Kim Tài gặp trục trặc không đến đây được chắc hẳn là âm mưu của hắn. Hắn muốn sử dụng việc này để lan truyền trong nội bộ Phúc Thanh, để chỉ mình Vinh bị hạ bệ mà Phúc Thanh lại không bị ảnh hưởng danh tiếng. Vinh trừng mắt quát: Không có chuyện cô mang thai con của tôi, đừng có bịa đặt. Tại sao lại nỡ làm như vậy với mẹ con em chứ? Anh nói anh sẽ nuôi hai mẹ con em, cuối cùng anh lại ép em phải phá bỏ đứa con chưa thành người. Bây giờ anh vui vẻ ở đây, anh có biết em khổ sở thế nào hay không? Chứng kiến một màn, Như có chút đen mặt khựng lại. Chuyện này hẳn cô ta cũng không ngờ tới. Tôi bực mình tiến đến giữa Vinh và Phương, đỏ mặt quát: Cô kia, cô từ đâu vào đây? Cô muốn vu oan giá họa cho chồng tôi sao? Bằng chứng đâu mà cô dám nói sằng bậy như thế? Cô muốn tôi báo cảnh sát hay không? Lúc này mọi người đều trấn tĩnh được trước vẻ quả quyết bảo vệ chồng của tôi. Bọn họ bán tín bán nghi nhìn nhau. Tôi giật tay Phương đang níu lấy tay Vinh, không chịu buông. Tôi đẩy cô ta ra, tức tối gọi to: bảo vệ đâu? Có kẻ tung tin đồn làm mất mặt công ty chúng tôi. Phương có chút sợ hãi, cô ta nhìn Vinh lắp bắp: Anh, làm sao em có bằng chứng chứ? Cái thai còn quá nhỏ không thể xét nghiệm. Nếu cái thai lớn rồi, em làm sao nghe anh phá bỏ được? Mọi người nghe tôi nói, chính người đàn ông này đã cướp đời con gái của tôi, còn nói sẽ nuôi mẹ con tôi. Tôi đã ghi âm lời anh ấy, bằng chứng là tôi có file ghi âm, hãy tin tôi đi. Cả phòng lại thêm một lần nữa sửng sốt. Cô ta quả quyết như vậy, có lẽ đúng là cô ta có file ghi âm. Dù đau lòng vô cùng, nhưng vì thể diện, tôi buộc phải quát to: Chồng tôi thế nào? Tôi còn không rõ sao? Cô đừng có bịa đặt thêm nữa. Cảnh sát sẽ hỏi thăm cô. Tội vu khống hạ thấp uy tín của người khác không nhẹ nhàng cho cô đâu. Vinh im lặng không giải thích. Thái độ của người vợ như tôi trong hoàn cảnh này không hề ghen tuông, mà tin tưởng anh hết lòng đã đủ để mọi người dần dần được xoa dịu. Bọn họ gật đầu nói: Đúng thế, đâu phải cứ lao vào đây nói hưu nói vượng gì là người khác phải tin. Có khi cô ta là người của đối thủ Phúc Thanh đấy. Phải, bây giờ công nghệ giả giọng cao lắm, đến video rõ mặt còn chẳng tin được. Đàn Như cũng ra mặt bảo vệ Vinh: Mọi người đừng có nghe những kẻ vớ vẩn ở đâu đến làm hại giám đốc của chúng ta. Tôi biết anh Vinh từ nhỏ, anh ấy thuộc tip người yêu ai thì chỉ có duy nhất một người. Dù bao nhiêu mỹ nữ vây quanh cũng không có chuyện vớ vẩn đâu. Mọi người càng thêm đồng tình mà đưa ra cái nhìn ghê tởm về Phương. Như gọi mấy nhân viên nam nhà hàng bên ngoài vào phòng kéo Phương ra. Phương đi rồi, Như cười tươi nói: Không thể để những chuyện trời ơi đất hỡi ảnh hưởng tới bữa tiệc này có đúng không? Mọi người cứ vui vẻ đi nhé. Không khí trong phòng sớm bình thường trở lại. Mọi người nhanh chóng quên chuyện không vui, mà ai cũng cho là con nhỏ kia bịa đặt để làm hại uy tín của Vinh. Tôi cũng tỏ ra vui vẻ để không ai nghi ngờ cảm xúc của tôi. Dù sao chuyện với Phương tôi cũng đã biết từ trước. Nói sốc thì không phải sốc, chỉ bực mình khi Vũ cố tình sắp đặt mọi chuyện. Vinh còn ngồi tại bàn không chọn món. Tôi quyết định phục vụ đồ ăn cho anh. Đứng dậy đi ra phía dãy đồ ăn, xếp theo hàng. Bất ngờ có tiếng nói sầu gáy làm tôi nổi hết cả da gà: Chị dâu trẻ trung xinh đẹp của tôi, khá lắm. Tôi quay mặt lại, lừ mắt với Vũ. Hắn nhe răng cười, hoàn toàn tỏ ra vô tội. Tôi nhìn về vẻ đăm chiêu của Vinh, chợt tôi cảm thấy anh thật tội nghiệp. Dường như anh là một người cô độc trên thế giới, chiến đấu với biết bao nhiêu kẻ thù ngay sát bên suốt một đời dài đằng đẵng. Thật là quá mệt mỏi. Tôi vừa đem đĩa đồ ăn quay trở lại bàn, Vinh đã đứng dậy, kéo tay tôi bước ra trước mọi người và nói: Tôi rất tiếc vì chuyện không vui ban nãy. Trưa nay vợ chồng tôi vốn có hẹn riêng với công ty Kim Tài, Vũ mời họ đến đây. Giờ bọn họ đã đến, chúng tôi xin phép ra đón họ để mời họ ở phòng riêng, để tránh ảnh hưởng không khí thoải mái của mọi người. Tôi gật đầu mỉm cười xác nhận, còn níu tay vào khuỷu tay Vinh như dục anh đi. Mọi người trong Phúc Thanh vui vẻ đáp lại: Vợ chồng bận rộn việc riêng thì làm gì cứ làm đi. Cố gắng đem hợp đồng về cho công ty chúng tôi nhé giám đốc. Chúng tôi ở đây ăn nói bổ bả, có gì hại ảnh hưởng công ty, vẫn nên ngồi riêng thì hơn sếp à. Vinh gật đầu, lòng những ngón tay dài siết chặt tay tôi kéo đi. Cái siết tay này dường như chưa từng chặt như vậy, làm cho trái tim tôi lại ngốc nghếch, reo vang. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Truân Chuyên Dải Yếm Đào, được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.